Sáng 18 tháng 7, Đan Trường và bà xã doanh nhân tuyên bố ly hôn trong sự bàng hoàng của khán giả và nhiều nghệ sĩ biz. Theo đó, vợ nam ca sĩ cho biết trong suốt nhiều năm qua, dù cả hai đã cố gắng nuôi dưỡng tình cảm khi phải sống cách xa nhau nhưng không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ. Thủy Tiên mong mọi người hiểu cho quyết định này của cô và Đan Trường. Một ngày sau khi công khai việc đường ai nấy đi, trưa 19 tháng 7, giọng ca Tình Khúc Vàng đã có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Anh tiết lộ tình hình hiện tại, Đan Trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em báo chí, các bạn bè, người thân, các anh em đồng nghiệp và các fan thân yêu đã thăm hỏi, động viên cho Đan Trường và Thủy Tiên. Đan Trường vẫn ổn mọi người ạ. Nhưng hiện tại, cho phép Đan Trường xin không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đan Trường mong mọi người thông cảm và hiểu cho Đan Trường trong thời điểm này. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mong muốn các fan hãy chung tay chống dịch thay vì quá quan tâm đến chuyện đời tư của mình. Đan Trường biết mọi người thương yêu và quan tâm đến chuyện của Đan Trường và Thủy Tiên. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng bằng việc mọi người chúng ta hãy cùng nhau hướng về và chung tay đồng lòng để đẩy lùi cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại Việt Nam. Có rất nhiều vấn đề chúng ta phải chia sẻ đến cộng đồng như cách phòng tránh dịch bệnh, các địa điểm gửi tặng thực phẩm cho bà con khó khăn, cách thực hiện để nhận các gói cứu trợ cho các đối tượng theo quy định. Đó mới là những vấn đề thiết yếu chúng ta cần quan tâm. Đan Trường xin lỗi vì đã để việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người. Một lần nữa, Đan Trường mong mọi người đừng quá bận lòng về chuyện của mình và chúc cho mọi người luôn được khỏe mạnh, bình an trong cuộc sống. Chia sẻ của giọng ca chim trắng mồ côi nhận được sự chú ý đồng tình của đông đảo netizen. Trước đó, rạng sáng 19 tháng 7, Thủy Tiên cũng bất ngờ có động thái gây chú ý. Theo đó, vợ cũ của Đan Trường âm thầm vào những bài đăng cũ của cô cách 2 tháng trước có nội dung chẳng những ba nghe con hát bị giật mình mà mẹ cũng bị lây theo. Để thả tim, nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp của gia đình nhỏ khiến ai cũng tiếc nuối vì một tổ ấm tưởng viên mãn ngày nào nay đã tan vỡ. Trong tâm thư ly hôn, khi nhắc đến con trai, Thủy Tiên đã chia sẻ, Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập. Xung quanh con còn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người nên Tiên tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của Tiên và anh Trường. Đan Trường kết hôn với doanh nhân bất động sản Thủy Tiên vào năm 2013. Thời điểm ấy, chuyện tình cảm của cả hai vấp phải sự hoài nghi của khán giả, nhiều fan cùng đã chỉ trích và chê bai Thủy Tiên thậm tệ. Ngay sau đó, giọng ca Tình Khúc Vàng đã lên tiếng bảo vệ vợ, họ luôn đồng hành cùng nhau và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến năm 2017, Thủy Tiên sinh con đầu lòng tên là Matthew Thiên Từ. Đan Trường từng tiết lộ con trai là người giữ chữ tính, sống tình cảm dù còn khá nhỏ. Anh chia sẻ, bé cũng thích hát nhưng không có năng khiếu, bé không quá đam mê về hát, bé thích chơi xe nhiều hơn. Trong suốt những năm qua, Đan Trường đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để vừa phát triển sự nghiệp nghệ thuật, vừa chăm lo cho gia đình. Về phía Thủy Tiên, cô luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của ông xã. Dù bận rộn với công việc song nữ doanh nhân vẫn dành thời gian chu toàn cho tổ ấm nhỏ, đặc biệt là chăm sóc con trai. Hiện tại, thông tin Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi nam ca sĩ ly hôn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người dành lời động viên và khen ngợi cách cư xử văn minh của cặp đôi. Khi dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, Xuân Lan là một trong những nghệ sĩ có nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ bà con khó khăn. Thế nhưng, việc làm từ thiện của nữ siêu mẫu bất ngờ vướng phải ý kiến trái chiều khiến cô bức xúc. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Xuân Lan vừa lên tiếng khi đi làm từ thiện mà vẫn bị một vài cư dân mạng chỉ trích. Nàng siêu mẫu viết, nếu mà ai chửi các mặt của việc làm từ thiện mà họ cho tiền hay gạo vào quỹ nấu cơm thì thoải mái nha. Bài viết của nữ siêu mẫu nhận được nhiều sự ủng hộ của Sao Việt và khán giả. Diễn viên Cindy Thái Tài bức xúc góp ý kiến, mắc gì chửi, ngồi không chả giúp được ai thì tốt nhất nên im lặng, hoặc nói lời tích cực cổ vũ. Động viên chứ mắc gì chửi, ngộ ghê, ngay lập tức, Xuân Lan vào trả lời Cindy Thái Tài và bộc bạch về những vấn đề cô bị ném đá. Khi làm từ thiện, siêu mẫu 42 tuổi viết, cho thì chửi sao cho bên này không cho bên kia. À, tụi mày chỉ cho nhà giàu còn tao nghèo chúng mày không cho à, rồi chửi từ thiện mà sao khoe, lũ làm màu. Ăn nhiều quá giờ ói ra hả, lũ nghệ sĩ đáng ghét giả tạo này nọ, ước gì mỗi lời chửi đổi thành 100.000 đồng nấu được 4 suất cơm ha ha. Bên cạnh đó, ca sĩ Hàn Thái Tú cũng bình luận rằng, đời mà Lan ơi, Xuân Lan tiếp tục phản hồi nam ca sĩ và bày tỏ sự bức xúc. Những đứa kêu phải minh bạch bằng giấy rồi trình cho nó, không được minh bạch bằng comment là những đứa không cho cái gì. Nhiều sao việc khác như ca sĩ Ái Phương, diễn viên Hoàng Anh, biên tập viên Quang Minh cũng đồng tình với bài viết của Xuân Lan. Không chỉ vậy, đông đảo khán giả cũng rủ nhau vào động viên và bày tỏ sự trân trọng đối với những việc làm ý nghĩa của nữ siêu mẫu. Họ mong cô đừng bận tâm những lời nói ác ý kia. Trước đó, trên trang cá nhân, Xuân Lan cũng đã đăng tải một bài viết để phản ánh về chuyện nhiều hộ đòi xin cứu trợ. Điều đáng nói là họ đã nhận đủ nhưng lại muốn nhận thêm để tích trữ. Siêu mẫu khẳng định hoạt động từ thiện hỗ trợ,
giúp bà con vượt qua cơn đói. Đồng thời cô bày tỏ mong muốn rằng nhiều người nên biết tới đâu là đủ để nhường cho hoàn cảnh khó khăn hơn. Mọi người ơi, đã có nhiều hộ dân gọi kêu cứu than khóc xin cứu trợ lần ba để làm của để dành, mà vẫn luôn nói là tụi em chưa nhận được của ai, chưa ai giúp gì, trong khi còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự. Làm ơn hãy nhường phần đó cho người khó khăn thật sự, tụi em vận động của Mạnh Thường Quân rồi chia sẻ lại cho bà con. Chứ tụi em không có quá nhiều để giúp bà con sung túc được, giúp cho qua cơn đói, chứ không thể giúp để sung túc. Làm ơn, Xuân Lan viết, kèm với bài viết, Xuân Lan đã chia sẻ lại hình ảnh chụp tắm biển với nội dung vô cùng dễ thương, gia đình đã đủ thực phẩm, xin nhường lại cho ai thiếu, khi cần, gia đình sẽ liên hệ, xin cảm ơn, để lan tỏa năng lượng tích cực cùng tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của bà con. Bài viết của Xuân Lan ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người đồng tình với siêu mẫu khi ở thời điểm này. Có một số người nhận nhiều hàng tiếp tế để làm của riêng trong khi ở bên ngoài vẫn còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ. Chia sẻ của Xuân Lan ngay lập tức đã nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Đúng rồi, có rất nhiều người nhận được rồi mà muốn xin thêm nhiều nguồn. Trong khi còn nhiều nơi rất cần hỗ trợ, ăn sung mặc sướng mà lại đi xin rau củ từ thiện của người nghèo. Đúng chị ạ, à, lúc trước em phát gạo có nhiều người đi 3, 4 lần lại xin trong thời gian gần đây. Xuân Lan và những người bạn trong tổ chức thiện nguyện Bếp Thương Sài Gòn có nhiều hoạt động giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Thậm chí, nữ siêu mẫu còn không ngại khó mà đích thân vào những khu cách ly để phát quà cho những bà con cần sự hỗ trợ. Tối ngày 18 tháng 7, siêu mẫu Lan Khuê bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Lan Khuê cho rằng, trong đợt giãn cách này, người dân đều phải tự kiếm thực phẩm và hỗ trợ lẫn nhau. Cô viết đăng ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Đợt giãn cách này hoàn toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau, chứ chả thấy có sự hướng dẫn điều tiết nào nó cụ thể rõ ràng. Bài đăng của Lan Khuê ngay sau khi đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng, phát ngôn của Hoa Khôi áo dài Việt Nam 2014 không phù hợp trong bối cảnh cả nước đang đồng lòng chống dịch. Người hâm mộ cũng để lại những bình luận khuyên Lan Khuê nên cẩn trọng hơn khi chia sẻ lên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng, trong lúc này đừng nên nói những lời trách móc, thay vì than vãn thì hãy cầu nguyện cho đại dịch qua đi. Giờ dịch bệnh phức tạp, nhu cầu tăng cao đột ngột thì đương nhiên sẽ có ách tắc chậm trễ thôi. Thực sự mọi người bỏ cái thượng đẳng đi được không? Giữa làn sóng lên án, Lan Khuê hiện đã gỡ bỏ bài đăng. Tuy nhiên bài viết của cựu huấn luyện viên The Face 2017 vẫn được chia sẻ và trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Đối diện với áp lực dư luận, cùng ngày Lan Khuê gửi lời xin lỗi đến công chúng. Chân thành xin lỗi mọi người vì hôm nay Khuê nhận được những tin tức buồn của nhiều người quen nên đã có dòng trạng thái vượt qua. Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận. Ngoài ra Lan Khuê còn tắt luôn tính năng bình luận trên Facebook cá nhân để tránh bão bình luận từ dân mạng. Trước Lan Khuê, Cao Thái Sơn cũng từng vướng ồn ào vì phát ngôn liên quan đến Covid-19. Cụ thể, rạng sáng ngày 2 tháng 7, nam ca sĩ đăng status hào hứng khoe người thân có thể xách tay vaccine Pfizer từ Mỹ về Việt Nam để tiêm cho người dân Việt Nam. Anh viết, thông tin đầu tiên vui nhất là người thân nhất của mình có thể mang vaccine để cho toàn bộ người dân Việt Nam có thể chích trong vài tháng tới. Cực kỳ hạnh phúc vì đóng góp nhỏ bé cho cộng đồng. Nam ca sĩ cũng vội xóa status này mà không giải thích lý do. Là người của công chúng, Lan Khuê nói riêng và các nghệ sĩ Việt nói chung nên cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội để tránh những trường hợp đưa thông tin thiếu suy nghĩ, nóng vội, gây nên những lùm xùm không đáng có. Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, mỗi người dân nên tự nâng cao ý thức, cẩn trọng để tự bảo vệ bản thân và không gây nên xáo trộn trong xã hội, đồng thời cùng nhau lan tỏa thông điệp tích cực để cùng nhau chống dịch Covid-19. Lan Khuê sinh năm 1992, từng tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013 và giành được danh hiệu cao nhất. Một năm sau, cô giành được vương miện Hoa Khôi áo dài 2014. Năm 2015, Lan Khuê trở thành đại diện Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Miss World, Hoa hậu Thế giới. Nhờ khán giả bình chọn, người đẹp có được tấm vé góp mặt trong top 11 chung cuộc. Lan Khuê được đông đảo khán giả yêu mến khi trở thành huấn luyện viên của The Face trong 2 năm 2016 và 2017. Tại đây, Lan Khuê đã truyền đạt lại kinh nghiệm cho dàn thí sinh. Bên cạnh đó, cô còn nhận được sự tin tưởng từ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Họ giao cho cô những thiết kế lộng lẫy và vị trí quan trọng trong các show diễn. Sau khi kết hôn với doanh nhân John Tấn Nguyễn và hạ sinh bé trai đầu lòng, Lan Khuê hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, Lan Khuê thường cập nhật hình ảnh những món ăn ngon do chính thân cô vào bếp. Người đẹp cũng không ngại chia sẻ những công thức nấu ăn với người hâm mộ để có được những món ăn đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng. Nhật ký bệnh viện dã chiến, F0 vào cách ly không có wifi cũng chửi.
Những ngày này, làn sóng dịch COVID-19 đang khiến thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Nam phải căng mình chống dịch. Tình trạng thiếu bệnh viện, y bác sĩ, trang thiết bị, vật tư y tế cũng thiếu hụt trầm trọng. Do lượng bệnh nhân tăng lên quá nhanh, lực lượng y tế quá mỏng nên xảy ra tình trạng quá tải. Ngoài việc lo chuyên môn chống chọi với virus, họ còn chịu nhiều áp lực từ chính những người bệnh. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn nhật ký của bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn ở bệnh viện dã chiến 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cộng mạng vừa thương đội ngũ tuyến đầu chống dịch vừa phẫn nộ trước ý thức của người dân. Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, một trong những người tham gia việc set up các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây đã chia sẻ những dòng gan ruột trên Facebook cá nhân, kể về những chuyện tai nghe mắt thấy ở bệnh viện dã chiến 1. Bệnh viện dã chiến này lập tại các ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận 4.500 bệnh nhân là các F không có triệu chứng nhẹ. Chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ viết: sau 2-3 ngày tiếp nhận F không đang quá tải tại các bệnh viện dã chiến thì mới thấy áp lực lên đôi vai của đội ngũ quản lý vận hành các bệnh viện này là thật sự lớn. Mà dân tình có thấu hiểu đâu, phần lớn bệnh viện đều xây dựng trên các chung cư đang hoàn thiện hay bỏ hoang, nên mỗi việc hoàn thiện lại đàng hoàng về điện nước cũng đã vô cùng cực khổ, huống chi là xử lý chất thải, rác. Và bà con ta thì cứ mặc nhiên và rất vô tư đến mức các F không có 1.001 lý do để chửi bác sĩ. Ví dụ như, thu dung F không tại CDC quận trên huyện chưa có bệnh viện dã chiến nhận, tại sao không ai chuyển tôi đi, chửi, và bệnh viện không có wifi, chửi, mỗi F không được phát một sim 4G, các khu căn hộ mới chưa kích sóng kịp, chửi, các căn hộ đều được thông báo giữ vệ sinh chung, có nhiều người F không ở chung một phòng nhưng đi toilet xong là ở luôn trong đó hay giấu khóa, chửi, mỗi căn hộ chỉ được chuẩn bị một bình đun siêu tốc đã khó khăn lắm rồi, và các hệ thống điện nhiều lúc chưa đủ tải mà bà con thì cứ mang cả bếp điện, lò nướng, quá tải điện gây mất điện, chửi. Phần lớn các chú hậu cần vẫn khuyến khích người nhà mang đồ và vật dụng tiếp tế, nhưng cũng phải phân luồng sạch trên bẩn và quá nhiều đồ đạc nên nhầm lẫn và chậm trễ. Chửi, đến giờ ăn, bên ngoài tiếp tế mà quá đông các chú hậu cần cũng phải tuần tự phát và phải đảm bảo an toàn vì bản thân các chú cũng sợ bị lây nhiễm. Chửi, vui nhất là chửi trên mạng không ai nghe thì cứ đến các khu vực bấm vào nút báo cháy và cả tòa nhà náo loạn. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, điều trị bệnh nhân, thậm chí bị bệnh nhân chửi, nhưng bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn cũng hết sức thông cảm với người bệnh. Đội ngũ y tế vẫn sẵn sàng điều trị, không bỏ rơi bất cứ người nào, cũng không thể để họ về nhà tự điều trị giống như nhiều quốc gia khác đang áp dụng. Bác sĩ Tuấn viết, nói chung thả F không về nhà thì ai cũng muốn, nhưng tùy bối cảnh và thời điểm. Cũng đừng nên dạy nhà nước cách chống dịch vì thời điểm này mà lơ nhơi thì Sài Gòn lên con số 10.000 ca trên ngày chắc chỉ trong vài bữa. Nên F không muốn về nhà cũng phải theo dõi tập trung. Có thời gian, theo dõi một số xét nghiệm nồng độ virus thấp không lây nhiễm mới dám thả về, vì chủng Delta này lây ghê quá. Mà ở chung F không với nhau thiếu ý thức kiểu này cũng chỉ làm khổ thêm cho nhân viên y tế và lực lượng phục vụ mà thôi. Một khu bệnh viện dã chiến 2.000 giường thì phải cần ít nhất 200 người phục vụ, và đương nhiên phục vụ chỉ ăn ngủ đã khó, huống chi là sinh hoạt, và còn phải phòng tránh lây nhiễm cho nhân viên hậu cần, thì áp lực quả là rất lớn. Bà con chửi quá nên ai cũng mệt mỏi hết, vì F không còn khỏe nên ở mấy bệnh viện này, chứ F không trở nặng chuyển vào hồi sức thì lấy sức đâu mà chửi nhỉ. Ngay khi bài đăng của bác sĩ được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước ý thức của những người trên, họ cho rằng các bác sĩ đã quá mệt mỏi vì phải chiến đấu nhiều ngày liên tiếp với dịch bệnh, vậy mà họ còn tiếp tục gây áp lực lên đội ngũ bác sĩ vào điều trị ở bệnh viện dã chiến. Mà còn vậy, lỡ may thả về nhà, F không lại thấy mình vẫn khỏe mà không tuân thủ cách ly thì không biết bao giờ mới hết dịch nữa. Dịch bệnh đã khó khăn vất vả rồi, vậy mà mọi người vẫn không có ý thức, chỉ vì những thứ nhỏ nhặt sẵn sàng chửi các y bác sĩ, những người đang cứu mình, hay là lập một bệnh viện dã chiến gần nghĩa trang. Nếu người nào thích chửi thì cho ra ngoài đó chờ chết, nếu không thì phải im mồm lại. Mấy người đi chữa bệnh mà tưởng mình đi nghỉ dưỡng vậy, đòi hỏi hết cái nọ đến cái kia, mỗi người ý thức một chút đi là sẽ ổn thôi. Không ai muốn mình nhiễm bệnh, nhưng nhiễm rồi thì phải có ý thức. Các bác sĩ là lá chắn, là thành trì chống COVID-19 đó, đang bảo vệ cho sự an toàn của cộng đồng đó. Tấn công được họ thì tôi cũng không hiểu nổi.